Một chùm cá vừa dễ nuôi lại đẹp, được rất là nhiều cô chú anh chị các bạn thời gian qua yêu thích. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá nghiêng về nền đỏ, những dòng quýt kiếm mắt đỏ thì có thể chọn những con này, dòng quýt sông kiếm. Cô chú anh chị các bạn đặt hàng chỉ cần nhắn qua Zalo, bên trại sẽ gửi bảng giá qua. Khi mà trong bảng giá thì nó rất là nhiều loại của dòng cá thủy sinh, sau đó anh chị các bạn tham khảo mình thích dòng nào mình có thể đặt. Còn cái này là một cặp chống mái của nó nè các bạn, tất cả đều là hai kiếm, dòng quý sông kiếm. Có rất là nhiều anh chị các bạn hỏi là một số dòng cá bảy màu, cánh tiên hoặc là dòng quý kiếm thì có nuôi chung được với nhau hay không, thì tất cả những dòng đó đều nuôi chung được với nhau nha các bạn. Anh chị bạn nuôi là chỉ có đẹp thôi. Cô chú anh chị các bạn yêu thích một số dòng sọc ngựa cánh tiên size giống thì có thể liên hệ qua Zalo hoặc là qua số điện thoại đặt hàng. Cái này là size giống, size 8 tháng. Còn đây là một cặp trống mái của nó nè các bạn. Anh chị các bạn yêu thích một số phông nền nghiêng về nền vàng, size giống của dòng full gold thì có thể lựa chọn những con này, mình có thể về cho sinh sản hoặc là anh chị các bạn có thể làm quà biếu tặng bạn bè. Thời gian qua thì dòng full gold ribbon tai bơi bướm thì được rất là nhiều anh chị các bạn lựa chọn để đặt hàng. Nếu mà anh chị các bạn thích nó vàng đậm thì mình nên nuôi nó trong cái khay màu trắng hoặc là khay vàng thì cá nó sẽ lên màu vàng đẹp hơn. Đối với dòng full gold thì cái môi trường nuôi rất là quan trọng các bạn. Mình nuôi trong phông nền trắng hoặc vàng thì con cá nó sẽ full vải và nó sẽ vàng đậm. Tiếp theo sẽ là dòng coi đen sọt tròn tròn ú ú dễ thương. Nếu mà mình thích những con tròn tròn ú ú thì anh chị các bạn có thể chọn dòng này, dòng coi đen nhìn rất là cá tính luôn các bạn. Khi anh chị các bạn mà nhắn tin qua Zalo hoặc là qua số điện thoại thì bên trại sẽ gửi danh sách giá của tất cả những dòng cá qua. Mình thích dòng nào thì mình có thể lựa chọn để mình đặt hàng. Vừa rồi là dòng cá đầu sâu màu đậm của dòng coi đen, bản màu rất là cá tính. Tiếp theo sẽ là những con tròn tròn ú ú dễ thương. Anh chị các bạn yêu thích dòng coi red hoặc là những con coi gen ear sọt thì có thể nhắn tin qua Zalo, bên trại sẽ gửi danh sách giá qua để anh chị các bạn thích dòng nào thì mình có thể lựa chọn đặt hàng. Tròn tròn ú ú dễ thương của dòng coi gen ear sọt. Những con coi red ear ribbon tai bơi bướm thì nó sẽ sinh sản ra một số con như thế này. Có số con thì nó lên full tai, còn có một số con thì nó sẽ lên gen, gen của dòng ribbon tai bơi bướm. Những con này đa phần thì anh chị các bạn thả lên hồ kính thì mình sẽ thấy được hai cái tai bơi của nó sẽ dài hơn. Dòng coi gen ear ribbon. Tiếp theo sẽ là dòng cao cấp của dòng coi red ear. Coi red ear thì nó sẽ full tai, còn những con này thì nó sẽ full lưng các bạn. Anh chị các bạn có thể về cho sinh sản hoặc là mình có thể làm quà biếu tặng bạn bè. Những con này rất là đẹp, màu đỏ đậm, full tai bơi. Hiện tại thì bên trại có nhận ship code tất cả tỉnh thành. Anh chị các bạn đặt dòng nào thì có thể nhắn tin qua để mình có thể đặt những dòng cá bảy màu hoặc là tất cả những dòng cá cảnh khác. Đây sẽ là dòng cao cấp của dòng coi red ear ribbon tai bơi bướm. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá có cái râu bụng mà full tai bơi thì có thể chọn dòng này, size giống. Những con này là về nó đẻ số lượng rất là nhiều luôn các bạn. Cô chú anh chị các bạn thích dòng nào thì có thể nhắn cái tên cá qua. Hiện tại thì bên trại có nhận ship code tất cả tỉnh thành. Tiếp theo sẽ là dòng cá nghiêng về nền xanh của dòng HB Lu. Đối với dòng HB Lu thì nó sinh sản ra hai phông màu, màu xanh lá và màu xanh dương. Anh chị các bạn cần tham khảo thì có thể nhắn tin qua Zalo, bên trại sẽ gửi danh sách giá đầy đủ tất cả các dòng cá bảy màu qua. Mình thích dòng nào thì anh chị bạn có thể lựa chọn để mình đặt. Tiếp theo sẽ là dòng Moli. Thời gian qua dòng Moli được rất là nhiều anh chị các bạn lựa chọn đặt hàng. Nó rất là dễ nuôi các bạn. Dòng Moli trắng Latium hai kiếm. Tiếp theo sẽ là con trống. Cái hồ này là mình lựa ra tất cả đều là cá trống của dòng Moli, trống vây lưng cao. Nó dễ phân biệt lắm các bạn. Anh chị bạn để ý ở dưới cái phần bộ phận dưới của nó, cây kim nó nhọn nhọn là con trống, còn cái yếm nó vuông là con mái.
nó rất là dễ phân biệt. Phân biệt của dòng này với dòng quý kiếm thì nó cũng giống như nhau. Còn cái hồ này là của cá mái nè các bạn. Cá mái sẽ nhiều hơn cá trống. Cá trống thì nó sẽ ít. Cá trống thì nó có cái vi lưng rất là cao. Size này là size 7-8 tháng đó bạn. Size rất là to, về là cho sinh sản luôn. Trong bảng giá thì mình có để dòng Moly, Moly đuôi tròn và dòng Moly hai kiếm đều có bảng giá riêng, giá nó cũng khác nhau. Vừa rồi là sọt, tiếp theo sẽ là dòng Moly thân dài. Những con này là nó dài chứ nó không phải sọt. Con nào nó cũng rất là to, dòng Moly Latium. Có con nó lên mắt xanh nữa các bạn. Tiếp theo sẽ là dòng Moly cam. Anh chị các bạn thích những phong nền tươi màu sáng thì mình có thể chọn dòng này. Trại Cá Kiển Diamond mến chào quý anh chị bạn. Kính chúc cô chú anh chị các bạn gần xa có những phút giây vui vẻ và hạnh phúc nhất trong cuộc sống. Hôm nay mình sẽ cập nhật một số dòng cá thủy sinh và dòng cá bảy màu. Cô chú anh chị các bạn yêu thích dòng Moly cam đen hoặc là một số dòng cá phượng hoàng. Cá phượng hoàng là dành cho dòng cá thủy sinh. Khi anh chị các bạn đặt hàng thì chỉ cần nhắn tin qua Zalo hoặc là qua số điện thoại. Sau đó bên trại sẽ gửi bảng giá của tất cả những dòng cá thủy sinh qua. Như là cánh bồm hoặc là mình thích thêm một số dòng cá khác như là cá nê ông vua. Hoặc là rất nhiều dòng cá khác nữa các bạn. Thì có thể nhắn tin qua, bên trại sẽ gửi danh sách giá qua. Còn cái này là dòng Moly cam đen. Sai giống. Đối dòng rồng thì có rồng tím và rồng đỏ ri bông. Anh chị các bạn đang xem dòng rồng đỏ ri bông. Bản đùi rất là đẹp luôn các bạn. Nếu mà mình thích thả hồ kính đó, thì anh chị các bạn nên chọn những dòng ri bông này. Vừa thấy cái râu bụng của nó, vừa thấy cái vây lưng. Hàng ngày thì bên trại đóng hàng đi tỉnh rất là nhiều. Cô chú anh chị các bạn ở tỉnh thì bên trại sẽ hỗ trợ đóng thùng xốp, vận chuyển ra nhà xe. Hoặc là bên trại sẽ hỗ trợ ship code. Ship code thì tất cả đều đóng thùng xốp hết các bạn. Anh chị các bạn những lúc trời nắng như nóng như thế này thì đóng thùng xốp cá đi tới nơi rất là khỏe. Chứ mà đóng thùng giấy thì nó rất là nguy hiểm. Tiếp theo sẽ là dòng full dress. Full dress thì có hai loại, dòng full dress ribbon và dòng full dress gen ribbon. Đối dòng full dress ribbon thì giá 100 ngàn một cặp, còn gen thì 50 ngàn một cặp. Đối với bên trại đang có thì có dòng cá chuột. Cá này là cá nhà cho sinh sản luôn đó các bạn. Chuột thì có chuột Amino Latium. Đối dòng cá chuột này rất là dễ thương, anh chị bạn đánh đèn hồng thì nó lên hồng. Còn đánh đèn vàng thì nó sẽ lên vàng. Dòng cá chuột Latium. Chuột mắt đỏ. Nó dọn rất là sạch sẽ trong hồ của anh chị các bạn luôn. Cô chú anh chị các bạn có một cái hồ thủy sinh mình muốn cho nó hoang dã hơn thì anh chị các bạn có thể chọn dòng Red Ender, dòng cá bảy màu rừng có hai cây kiếm. Nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Cô chú anh chị các bạn thích màu nào thì có thể ghé qua bên trại để bắt, hoặc là ở tỉnh thì có thể liên hệ qua Zalo hoặc là qua số điện thoại để anh chị các bạn có thể đặt một số dòng cá bảy màu rừng này. Nếu mà mình có một cái phong nền hồ thủy sinh màu xanh xanh lá thì anh chị các bạn có thể chọn màu đen và màu trắng phối với nhau của dòng HBY. Cô chú anh chị các bạn cần hàng sỉ của một số dòng cá cảnh vui lòng nhắn tin qua Zalo. Bên trại sẽ gửi danh sách giá của tất cả những dòng cá đang lớn qua để anh chị các bạn có thể về mua đi, mình có thể bán lại. Còn mua lẻ thì mình quay lên đây, số lượng rất là nhiều, cá bên trại lúc nào cũng có đầy đủ. Khi anh chị các bạn đặt hàng chỉ cần nhắn tin qua Zalo, gửi bảng giá bảy màu hoặc là một số dòng cá cảnh khác như cá vàng. Cá vàng thì bên trại có dòng Ranchu, Binh Bông, đặc biệt là dòng Orinda. Orinda thì bên trại có hàng của Indo và hàng của Thái. Vừa sọt, vừa đuôi hoa lan, có hai loại, dòng sọt theo và dòng đuôi hoa lan. Còn cái này là cám dán kính, tất cả những thức ăn phụ kiện thì bên trại đều có đầy đủ. Tiếp theo là những dòng cá râu ria rậm rạp. Dòng Lutubat, Tribong, Tai Bê Bớm, Vinh Xê. Anh chị các bạn có cái phong nền đen thì mình có thể chọn dòng này.
Nếu mà nuôi cái phong nền con này thì nó nghiêng về nền xanh dương, màu xanh thiên thanh đó các bạn. Cho nên anh chị các bạn lưu ý là mình đừng có để phong nền phía sau màu xanh. Để phía sau màu xanh là nó không, nó tiệp với cái màu con cá là nhìn rất là xấu. Cho nên mình nếu mà nhà mình có một cái phong nền phía sau màu đen thì mình có thể chọn dòng này để mình thả vào, nhìn nó sẽ lên màu xanh rất là đẹp. Dòng Lutobat Ribbon Pince tai bơi bướm trong bảng giá đều có đầy đủ các bạn. Anh chị bạn xem trong bảng giá để mình biết thêm. Khi đặt hàng chỉ cần nhắn tin tên, địa chỉ và số lượng cá qua Zalo hoặc là nhắn qua số điện thoại, bên trại sẽ lên đơn ship giao tới nhà, anh chị bạn nhận cá rồi thanh toán tiền. Đôi khi mình quay để trên tay anh chị các bạn không có thấy được cái tay bơi của nó, còn mình thả vô hồ kiến thì mình sẽ thấy được những con tay bơi bướm và ribbon đẹp như thế này của dòng coi gen e ribbon. Còn thức ăn và phụ kiện thì bên chạy số lượng rất là nhiều các bạn. Cái này là đang đóng hàng thì cũng rồi. Cảm ơn tất cả anh chị các bạn, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.